Sau đây là những bản tin cuối. Một thẩm phán tại tiểu bang Tennessee bác bỏ vụ án của một phụ nữ bị kết tội giết người khi cô mới 13 tuổi. Một vị thẩm phán tại tiểu bang Tennessee đã bác bỏ vụ kiện chống lại một phụ nữ bị kết tội giết người và bị kết án tù chung thân khi cô ấy 13 tuổi. Thẩm phán tại quận hạt Hamilton đó là Amanda Dunn mới đây bác bỏ cáo buộc giết người cấp độ 1 và cướp tài sản của cô Angel Bumpass năm nay đã 28 tuổi. Cô này bị kết tội hồi 15 năm trước đây. Vào năm 2019, cô Bumpass, 24 tuổi, bị kết án trong vụ giết chết ông Franklin Bonner, 68 tuổi. Một giám định viên y tế xác định rằng, Ông Franklin bị chết ngạt sau khi ông này bị trói chân tay vào chiếc bàn bếp và rồi bị băng keo che kín mũi và miệng khiến cho ông ta không thở được. Vụ án trở nên nguội lạnh cho tới khi các công tố viên mở lại vụ án này vào năm 2018 và phát hiện ra dấu vân tay của cô Bumpass khớp với các dấu vân tay lấy từ những mảnh băng keo. Cô Bombas đã được một thẩm phán cho phép mở phiên tòa xét xử mới và được ra tù vào tháng 9 năm ngoái. Cô khẳng định rằng cô vô tội và cô đã nhận được sự ủng hộ từ những người cho rằng bản án của cô là bất công. Luật sư của cô là William Massey trước đây đã nói với một nhật báo rằng các cuộc thảo luận về vụ án với các công tố viên bao gồm kết quả của một cuộc kiểm tra nói dối không được phép đưa ra tòa án nhưng đã được đệ trình với hy vọng cho thấy là cô Bumpass không liên quan tới cái chết của ông Bonner. Mossi đã gửi kết quả nói dối lần thứ nhì theo yêu cầu của biện lý của quận hạt Cotyquam. Mossi cho hay cả hai kết quả đều cho thấy cô Bumpass đã vượt qua được bài kiểm tra. Thiếu niên gửi đoạn tin nhắn săn ma cà rồng trước khi giết người phụ nữ vô gia cư bằng súng. Theo các nhà điều tra, thiếu niên bị buộc tội trong cái chết của một phụ nữ vô gia cư ở San Diego đã nhắn tin rằng anh ta đang đi săn ma cà rồng. Các công tố viên nói William Innes, 18 tuổi, người bị buộc tội giết người cấp độ 1 trong vụ giết Annette Pershaw, 68 tuổi, đã gửi tin nhắn cho một nhóm bao gồm đồng phạm của anh ta, Ryan Hopkins, 19 tuổi. Theo các công tố viên, William Innes nói với cả nhóm, tôi đang đi săn ma cà rồng bằng súng. Các công tố viên cho biết Pershaw được tìm thấy bị bắn vào đầu, chân và thân và một viên đạn làm đứt động mạch. Cô được tuyên bố là đã chết 3 ngày sau đó tại một bệnh viện. Các nhà điều tra đã tìm thấy một khẩu súng hơi Gamo Shadow Whisper khi khám xét nhà của William Innes, và người này cũng bị buộc tội sở hữu vũ khí tấn công và không ghi danh số series cho hai khẩu súng, một yêu cầu pháp lý mà cơ quan lập pháp liên bang đã thông qua nhằm ngăn chặn việc sử dụng súng trái phép. Một đồng phạm khác là Hopkins bị buộc tội tấn công bằng vũ khí chết người do đã chở Innes đến hiện trường vụ giết người. Cả hai thanh thiếu niên đều không nhận tội nhưng vẫn ở trong tù mà không được bảo lãnh. Một luật sư của Hopkins đặt câu hỏi về thời gian của tin nhắn, nói rằng nó được gửi 12 giờ sau vụ nổ súng và ông mô tả thân chủ của mình là một đứa trẻ ngoan với trái tim ấm áp. Sau đây là thông báo. Cuộc hội thảo về chính sách housing phần thứ nhì tại trung tâm RNC Cộng đồng Việt Nam. Kính mời quý vị tham dự các buổi hội thảo hàng tuần về chính sách housing. Tuần này chúng tôi hân hạnh chào đón quý vị đặc biệt trong cộng đồng đến để thảo luận về các giải pháp căn bản cho chính sách housing. Buổi hội thảo diễn ra vào ngày thứ Bảy, 12 tháng 8, từ 10 giờ sáng cho tới 12 giờ trưa, tại địa chỉ 9550 đường Bosa, phòng 210, trên lầu 2 của khu ngân hàng Wells Fargo, ở góc đường Bosa và Busa của thành phố Westminster. Buổi hội thảo sẽ có thức ăn nhẹ, để giữ chỗ trước, xin vui lòng gọi cho ông Linh Nguyễn ở số phone 714 782 2902 714 782 2902. Kính thưa quý vị, vừa rồi là chương trình tin tức của Sài Gòn TV trên băng tầng 57.5 qua sự trình bày của Minh Châu và Đức Vượng. Chúng tôi xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Quý vị có thể xem lại các chương trình của Sài Gòn TV trên Viet Channel Apps trên YouTube hoặc là trên Facebook ở địa chỉ Sài Gòn TV 57.5. Xin kính chúc quý vị một ngày mới bình an. Xin kính chào tạm biệt.